Mời đi em. Xin mời nhà gái. Chào cô gái. Mời cô gái với chúng ta ngồi. Thôi, mời em trai giới thiệu về mình. Em xin chào Nguyễn Linh, chào quý em Lan, chào quý khán giả. Em tên là Phan Công Danh, em đến từ Long An, sinh 1988. Danh làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm tuổi sắc, chứ làm bên Âm Thanh Đời Sống anh. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Xin chào MC Ngọc Lan. Dạ, xin chào MC Quyền Linh. Xin chào quý vị khán giả. Dạ, em tên là Dương Thị Hồng Thắm. Năm nay thì em 35 tuổi. Đồng hương với anh kia luôn, thì quê em ở Long An nhưng mà ở huyện Châu Thành. Trời ơi, đồng hương luôn, bắt tay cái luôn. Trời ơi. Hiện tại thì em buôn bán vật liệu xây dựng, với lại em cũng có kinh doanh thêm online. Em buôn bán yến. Rồi, sao hai đứa nó hợp với ta? Đứa làm cửa sắt, đứa làm vật liệu xây dựng. Bây giờ thì mình nói chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đi danh. Dạ, về điểm mạnh của em thì em thích ca hát. Lại còn điểm yếu thì cái tật xấu là ngủ có tiếng động là ngủ không được. Đứa bụng cọc lắm, cọc tính. Vậy thì khỏi có vợ luôn đi. Thiệt luôn á. Có vợ là gây tiếng động liên tục luôn á. Vợ đang chăm con, dở tay, không có kịp nấu cơm, nấu nước rồi, cái cọc với người ta. Con khóc này kia rồi quay lại đủ thứ sao ngủ được. Phải gọi là khắc phục cái này nha. Dạ. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn ngon, với lại em vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm chăm sóc mọi người. Còn khuyết điểm của em thì nóng tánh, nhưng mà em có thể kiềm chế lại được. Với lại nữa em hay quên. Đi đường nhiều khi cái đường đó em đi hoài mà em cũng quên. Không, từ cái vụ quên đường dường như nó là một cái bệnh hay sao á nha. Không phải bệnh mà hiện nay á, con người ta quá lợi dụng vào cái chuyện mạng Google Map rồi đó. Chuyện đó bình thường thôi. Rồi bây giờ mình nói chút đường tình duyên mình đi em trai. Quen mấy cô rồi nè? Ở giờ thì quen cũng nhiều. Nhưng mà quen cũng nhiều hả? Dạ, quen nhiều lắm. Nhiều là khoảng nhiều trên đầu ngón tay không? Thêm chân nữa anh. Thêm chân nữa anh. Hả? Thêm chân nữa, trời ơi. Quá dữ. Mối tình nào sâu đậm nè? Dạ cũng không có tấm mối tình nào sâu đậm. Quen qua mạng thì cũng bạn bình thường thôi. Quen qua mạng rồi mất mạng luôn hả? Dạ mất mạng luôn. Tức là mấy lúc mất mạng là hết quen nha. Mối tình nào quen về lâu dài nhất? Dạ, chưa có mối tình nào quen lâu dài đâu. Trời đất ơi. Tôi làm cái nghề của em thì liên lạc mấy bữa vậy thấy không được, không hợp mà thôi. Không quen được. Ủa, em phải tìm hiểu rồi đi chơi này kia chứ mới. Tại vì mình cảm nhận được không hợp với mình. Có mối tình nào mà hôn nhau thấm thiết chưa? Dạ. Không có luôn hả? Tay còn chưa có. Nắm tay còn chưa có luôn. Dạ, cho em hỏi cái là chưa có hôn nhau thì có cái gì xác nhận được không ạ? Có cái gì kiểm tra được không? Đúng. Thì người ta nói mình nghe vậy thôi chứ giờ biết sao? Nghe thôi. Dạ. Nếu mà nữa có là chết nha. Ví dụ có là bảo đảm luôn. Xem chương trình là người ta bóc phốt liền. Thì cụ lên tiếng luôn á. Em thì cũng có một cái cuộc hôn nhân rồi. Hôn nhân của em kéo dài 11 năm. Và em cũng có một bé gái. Hiện tại thì con em cũng 14 tuổi. Sau khi lập gia đình được 11 năm thì chồng em mất. Hiện tại em là mẹ đơn thân. Em lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Dạ 21 tuổi. Một mối tình dài như vậy, ông xã mất vì lý do gì em? Dạ, ông xã em bị bệnh. Rồi, chia sẻ với em điều đó ha. Dạ. Bây giờ con đang học lớp mấy ta? Dạ, con gái em học lớp 7. Ở chung với em hả? Dạ, ở chung với em. Với em hiện nữa? Tại thì còn ở bên nhà nội. Em là dâu Úc, ở với lại bà nội với lại con gái. Rồi lên đây em có thông báo gì với bà nội, bên nội gì kia không? Thì em tham gia chương trình á là cũng giống như mình đi tìm hiểu trước một cái người bạn trai. Tại vì gia đình là cũng khuyến khích em là tìm một cái người hiểu mình trước. Rồi gia đình cũng không cấm cản gì hết. Cho nên là em cứ tham gia như vậy rồi về thông báo sau vậy đó. Nhưng sao anh nghĩ rằng gia đình nội ủng hộ đó? Dạ. Bởi vì ông xã mất lâu rồi mà, đúng không? Dạ đúng. Với lại một mình một thân nuôi con thì cũng vất vả. Chia sẻ với em. Dạ em cảm ơn chị. Tình hình vậy đó, anh trai thấy sao nè? Dạ không có sao. À, không có sao đúng không? Bây giờ nói cho chị Lan nghe là cái mong muốn có một người bạn trai là như thế nào nè? Dạ thì đến với chương trình ấy, em cũng mong tìm được một cái người bạn trai chiều cao thì khoảng 1m6 trở lên là được rồi chị. Cân nặng thì 70-80kg gì đấy. Em cũng mong muốn là tìm một người bạn trai có thể chia sẻ từ kinh tế, công việc, những cái niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống á. Với lại phải thông cảm cho em, đừng có gia trưởng là được. Đừng ích kỷ nữa. Mình kiến hiền khô à. Dạ. Đó. Em còn cái điều gì mà không thích ở người đàn ông không? Dạ, em sợ nhất là một người lười nhác, đặc biệt không hút thuốc luôn thì tốt hơn. Nhậu nhẹt ở mức xã giao thôi. Rồi, ok, để chị qua. Đó, qua kiểm tra và mối kiểm tra xem rồi, nhà trai chào nhà trai một lần nữa. Sao mình có hút thuốc không? Dạ có.
Hóa tên. Nhưng mà ít thôi. Vậy thôi bỏ luôn được không? Dạ được. Rồi mình có nhậu dữ không? Cũng vì sao không có rượu. Dễ gì không. Mai mốt mình uống mình đủ mình dắt bạn gái đi theo luôn được không? Được. Được mà, chơi chung. Anh hình dung trong đầu một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Chị cao chắc cỡ mét rưỡi trở lên là được. Ngon. Mình dây nha. Ngon. Mình dây nha. Mình dây phòng địa được không? Không. 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 Sao vậy? Người ta yêu nhau yêu từ cái gương mặt, yêu từ cái tính tình, yêu từ trái tim, chứ đâu phải yêu nhau vì phọt ông địa hay là mai mốt em có vợ được, vợ em đẻ một hai đứa thế nào ông địa cũng xuất hiện ngay cái phọt cho mà coi. Tấn công nhỏ quá hà. Nói phân tích cho nó hiểu thôi. Ừ, nha, mai mốt lỡ mà vợ đẻ mà phọt nó có bị bể thì thôi cũng chấp nhận ha, cũng yêu ha. Dạ dạ. Rồi rồi còn điều gì nữa không, mong muốn gì nữa không? Em thì đơn giản lắm, như nói là được rồi. Thôi được rồi. À, mình đi với ai cho em gái? Dạ em đi với em gái. Mời em gái. À, dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và dạ. Chào tất cả mọi người ở trường quay. Thì qua trao đổi thì em thấy chỗ anh Danh thì cũng hiền lành, dễ thương. Nếu như mà chị em cảm thấy là có một cái điểm gì đó tương đồng mà có thể làm quen với nhau á, thì có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Danh đi với ai Danh? Dạ em đi với ông Anh chủ nghề với em. Rồi chào em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào tất cả anh chị em trên trường quay. Đối với Danh chưa nhìn mặt thì không biết sao, không biết chịu không. Em chịu rồi đó. Em làm chịu. Mà một người phụ nữ mà một mình mà đứng lên mà nói mở được cái cửa hàng hay là kinh doanh các cái là người rất là giỏi. Còn đối với thằng em của em thì coi vậy chứ khờ lắm. Kiểu như là nó chỉ cái tánh tình là hay cà rỡn, vui. Con cái là hơi quạo thôi, gọi là nóng tính. Giỡn với người ta được mà người ta giỡn lại quạo. Còn nói về nó chưa nắm tay ai thì nó không biết ạ, đó là em chưa chứng nhận được ạ. Tại vì không thấy nó đem gì, không thấy nó đem gì nhà thôi. Nhưng mà nó đi lén thì mình không có biết đó. Là sợ đi lén thôi đúng không? Không thấy được, này này không có dặn dò trước nè. Nhưng mà em lên đây là chủ yếu là cho em đi trước em đi sau. À vậy hả? Dò đường để em đi coi nó làm sao coi. Mình đàn gái rồi còn người nào cũng không để cho em đi. Ơi bây giờ thì chúng ta lắng nghe ý kiến gia đình rồi ha. Đúng rồi. Mình mở rào để hai bên gặp mặt rồi từ tùy cơ ứng biến với các bạn. Mở rào. Bắt đầu đi Danh. Dạ em cảm ơn. Rồi mình đứng lại mình tặng xong cái mình đi luôn. Hèn chi tôi chưa nắm tay ai là đúng. Tặng quà không nói câu nào hết trơn vậy. Nói gì đi Danh. Nói nhỏ nhỏ rồi tao nghe. Nói gì vậy? Bắt tay rồi ha. Mình được nắm tay người ta một cái. Trời bây quá. Giờ nè, vô mình hát cái lấy tình cảm coi nào. Tới luôn đứng hát cho người ta gieo tình cảm ban đầu coi nào. Anh gửi tặng em con cổ nha. Đừng cười nha, cười hát không được. Dạ không, em không có cười. Nếu đã thương nhau thì em ơi xin đừng hờn ghen bóng gió. Anh kiếp phong sương rày đầy mái đao chiến sờn dài gót dài mòn cũ và tình em là nhịp hà tim anh trong những lúc cô đơn khi súng tà miên trăng vàng soi bóng ôm chiếc ba lô ngỡ người vợ trẻ nơi chốn phòng quê chờ đợi bóng anh về. Trời ơi vô tiếp tiếp tiếp. Đừng hờn đừng ghen anh lính nhà bên luôn vẹn giữ câu thề với tình em anh một lòng chung thề với nước non nhà anh giữ trọn lòng trai em chớ nghi hoài cho tình nghe nhạc phai anh đã phân bài mong em thấu hiểu. Chỉ được gần nhau có 15 ngày phép đừng để mất dù cho hương lửa lạnh lùng. Trời ơi, ốc ác tụi nó nổi quý vị ơi. Ngọt, tụi nó ngọt như mía lùi vậy đó. Sao em gái, được không? Dạ, quá được luôn. Quá được đúng không? Dạ. Thôi, hát cái lương vậy ngọt rồi đó. Khỏe chưa? Giờ thoải mái chưa? Thoải mái giờ bắt đầu nói chuyện đi đó. À, dạ, tại vì là em thấy nhiều người trai tân á lớn lên thì người ta cũng ngại quen với lại một cái người phụ nữ đã có gia đình có con rồi. Anh suy nghĩ như thế nào về một cái người mẹ đơn thân? Anh thì đơn giản lắm, không có suy nghĩ cái gì sâu xa đâu. Anh thấy cái lúc bình thường, không có nghĩ gì có gia đình hay là chưa có gia đình, anh cái đó không quan trọng đâu. Ví dụ ngày hôm nay sau khi mà tham gia chương trình á, giữa em với anh Danh có một cái sự kết nối, em cũng mong muốn là tìm một cái người có thể che chở cho em nè, hy sinh. À, với lại chịu đựng những cái mà trong cái cuộc sống, ví dụ như cuộc sống nó có khó khăn
hay là thiếu thốn hay là cái gì đó thì anh có thể anh chấp nhận được hay không. Với lại em cũng mong muốn là một người có một cái nhà riêng để khi mà ví dụ như cưới em thì phải có nhà đúng không, để mà mình về mình sống chung với cái hoàn cảnh của em là em không có gì hết, anh có chấp nhận được hay không? Nếu mà trong khả năng anh làm được thì anh chấp nhận, còn dạ, nhà thì ok có. Nhà là có rồi. Dạ anh có gì hỏi em không? Rồi em ở bên gia đình chồng vậy đó, rồi nay bao lâu rồi? Từ lúc mà cưới về á là bắt đầu từ năm 2009 là em ở đó luôn, cho đến khi mà ông xã em mất là năm đầu năm 2020. Thì có nghĩa là sau khi trước sau gì cũng như vậy thì em cũng ở đó. Nhưng mà hiện tại á, hai mẹ con có thuê một cái tiệm để em, thì em cũng có chia sẻ là em bán vật liệu xây dựng đó anh. Em có thuê cái chỗ đó để buôn bán. Em cũng ở ngoài này giống như ở riêng rồi, tại vì mình dâu thì mình nói mình đi đi về về vậy thôi, chứ ngoài này thực sự là mẹ con rất là tự do. Bình thường em buôn bán xong về hay là ở đó? Dạ em ở tại chỗ luôn. Là hồi nãy em nghe nói là anh làm ở bên cái mảng là cửa sắt cửa nhôm đúng không anh? Nghe chỗ đó là tiệm của mình, của gia đình hay sao anh? Nó của anh. Dạ. Nếu mà cảm thấy được thì em muốn chừng nào? Chừng nào thì mình kết hôn được? Thì nếu mà em và anh cảm thấy mà tìm hiểu rõ ràng rồi, sâu sắc rồi thì tiến tới hôn nhân lúc nào cũng được hết. Tại vì không có ai mà ngăn cản hết. Rồi vậy khỏe. Vậy khỏe rồi. Bây giờ khoan từ từ đi, từ từ đi, đứng lên. Em gái đứng lên. Cái gì cũng phải có kết nối chút xíu về cảm xúc này. Lạnh chứ. Ai lạnh? Bây giờ hai người nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Mắt ai? Không lẽ nhìn anh? Nhìn anh đi. Nhìn đây hả? Nhìn anh bấm nút cho anh hả? Không, cũng khờ lắm. Theo anh á, là em nên có một chút xíu chủ động nào đó để có thể kết nối tốt hơn. Dạ. Tại đây nó chưa yêu lần nào cũng thông cảm, chưa nắm tay bạn gái mà chắc là chưa yêu lần nào không? Chắc là. Bữa nay nắm tay em là nắm tay người thứ mấy rồi nhớ không? Chưa nắm tay được ai hết. Theo em nếu em lấy vợ thì như thế nào? Tưởng tượng về tương lai của mình cho em gái nghe đi. Và ngược lại. Mỗi tay. Đấy. Mỗi tay. Đấy, để cái tay đó kia. Mỗi. Mỗi. Nắm tay mà mỏi gì? Trời đất ơi. Mỏi à. Mốt mình cưới vậy bên em ở hay ở bên anh? Bên em là bên nào? Em nói có cửa hàng vậy đó. À, cửa hàng đó là em thuê mà. Không lẽ về bên nhà chồng người ta ở? Thôi thì về nhà anh ở. Để em cửa hàng nó về nhà anh luôn. Đó. Được không? Để em suy nghĩ cái. Là hiện tại anh sống với ai? Anh sống một mình. Ba mẹ ở gần không? À, mẹ anh mất rồi. Còn ba thì ở cũng gần đó. Nhưng mà anh ở riêng. Anh không ở chung gia đình. Rồi, danh nói cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Nói cho bạn gái biết. Em thấy sao? Đang hỏi anh mà, anh nói đi. Bây giờ tôi biết gì sao ông ế rồi. Yêu đương nói dở lắm. Yêu đương thì nói dở nhưng mà anh có thể hiện tốt hay không? Cái nói thì cho là châm chế bỏ qua đi. Thì anh nói cái nào không được thì em nói, đúng không? Bù qua xớt lại nhưng mà cái hành động á, anh có bù qua cái phần, cái lời nói của anh được hay không á? Được, đó được. Được phải không? Bù đó, được. Được em, rồi. Rồi, ok. Trở về vị trí đi. Chúng tôi đã cố gắng kết nối các bạn gặp nhau, cũng là cái duyên. Người thân cũng đã góp ý, các bạn cũng đã nắm tay, nhìn thẳng vào mắt nhau, cũng trò chuyện một thời gian. Tuy không dài nhưng nó đủ để chúng ta cảm nhận được xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm bằng cả trái tim mình nha các bạn. Không nên bấm bằng bất cứ điều gì hết. Thích thì bấm, không thích thì đừng bấm. Đơn giản như vậy thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định bấm hay không bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Nhà em gái không bấm. Điều gì làm em không bấm em gái? Đến với chương trình đó là em cũng mong muốn có một người để chia sẻ với em. Thì trong cuộc sống đâu phải cái gì cũng phải hành động, nhưng mà có những cái mình cần phải nói ra. Với lại một phần nữa là em đã có gia đình rồi, con em cũng lớn rồi. Em cũng mong muốn là có một cái người đã từng trải để người ta có thể hiểu được cuộc sống gia đình là như thế nào. Anh thấy rằng nhà trai không có thể hiện. Đúng rồi. Nên em thiếu tự tin trong cái việc bấm nút đúng không? Dạ đúng rồi. Chính vì thế đây là một cái bài học kinh nghiệm. Chúng ta phải thể hiện cho người khác biết mình thích cái gì, mình không thích gì họ. Cái thể hiện cũng quan trọng lắm, không phải là mình nói đâu. Danh ạ. Dạ. Đây là một cô gái mà anh nghĩ rằng rất là tốt. Nhưng mà hôm nay có lẽ các bạn không có duyên nợ với nhau rồi. Ok. Dạ, cảm ơn. Rồi, chúc hai bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Chương trình vị trí là trợ lý giám đốc của team mua hàng. Em muốn đến chương trình và muốn hỏi là để tìm một cái người yêu và sau đó là có ý định là kết hôn với người đó.
Hiện tại là quê của mình là ở đâu? Em chào chị Nhung, em đang sống ở Thủ Đức với ba mẹ. Mình rồi, tại là chị Trâm đang làm công việc gì? Công việc của mình cũng bận nhiều. Dạ, công việc cũng khá là bận. Em mua hàng buổi tối, tại vì em phải mua hàng nước ngoài á, cho nên là nó lệch múi giờ. Đôi lúc mình phải làm tới khuya luôn. Tối em có dạy thêm tiếng Anh online nữa. Nếu mà có người yêu mình, em vẫn có thể được không? Dạ em sắp xếp được đi ạ. Giờ Trâm chia sẻ là bệnh đang có mạnh mạnh mất nhau. Điểm mạnh của em là rất là nhiều năng lượng, nhiệt tình trong công việc, hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Và cái thứ nữa là biết tôn trọng và quan tâm người khác. Còn cái điểm yếu thì em hay quên. Em không biết là do hôm nay em lớn tuổi sao mà hay là do Covid thì cũng không biết. Nhưng mà dạo gần đây thì rất là hay quên. Có hơi nóng tính một chút thì nấu hát thì không có hay, nhưng mà hay hát. Tại vì em hát nghe nhạc tiếng Anh đó thôi, mỗi lần cứ nghe cái điệu nhạc cái mình cứ hát theo á chị. Cho nên là mình hát hay, mình hát dở, mà hay hát nên trong văn phòng của mọi người cũng hay la. Là mình hát nhạc gì? Nhạc tiếng Anh hả? Dạ, nhạc US, UK á chị. Rồi hát thử em nghe mấy câu đi. Dạ, để em nhớ lại câu mình hát bài gì đây. Ok. Do you want to be a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door. It's what you want to say. Dễ thương mà. Rồi, coi như là chị Trâm là trước giờ mình đã từng gặp mình rồi. Em cũng có là nhiều mối tình, tuy nhiên là chỉ có hai mối tình là chính thức nhất. Cái mối tình gần đây là cái em có quen một cái anh này, ảnh là đi du học, ảnh học lên thạc sĩ ở Úc. Thì trong cái quá trình ảnh du học thì em cũng muốn ảnh tập trung để ảnh học á. Thì em nói là thôi chúng ta chỉ có nên làm bạn thôi, thì lúc ảnh về thì em cũng hết cảm xúc luôn, cho nên là thì là chia tay ạ. Rồi còn mối tình gần đây không? Mối tình đầu tiên là lúc mà em mới 22 tuổi thì nó trải qua chỉ có 3 tháng thôi, nhưng mà mối tình đó cũng thì khá là sâu đậm vì tình đầu á, nhưng mà nó cũng ngắn cho nên là sau đó mình cũng quên rồi. Rồi trong công việc của mình thì có những người đồng hội đồng sao mà mình vẫn chưa có ai? Một phần tại vì khi mà em quen á thì nhưng mà khi mà nói vấn đề là đạo Thiên Chúa giáo á thì ta không có muốn theo đạo. Một phần nữa là bên nhà em là có cậu là linh mục, mà linh mục sống ở bên Mỹ, mà cậu là rất là nổi tiếng là tổng thư ký Liên đoàn Công giáo Hoa Kỳ luôn, chức rất là lớn, cho nên cái vấn đề đó là về gia đình là em cũng muốn có tìm người có đạo á. Thì những người chúng em quen là đều là không có đạo hết, mà tính cái phần mà đi theo đạo thì người ta lại không có muốn. Nhưng mà bây giờ bạn đặt cái tiêu chuẩn nó lên đồng là người đó phải có đạo. Dạ đúng rồi, tiêu chuẩn của em là người đó phải là đạo Thiên Chúa giáo ạ. Còn bây giờ người ta không có đạo mà người ta chấp nhận theo đạo thì có được không? Dạ được chị ạ. Còn vậy mình nói chắc mình không muốn đi về ngoại hình tính cách các buổi tác được gì? Dạ em thì 34 tuổi cho nên em cái anh này tầm khoảng từ 32 cho tới 38. Chiều cao thì phải khoảng 1m7. Hình thì cũng vui, nhìn có công việc ổn định. Có thể nhỏ hơn 2 tuổi được đúng không? Dạ được chị. Ủa chị Trâm là mình cao bao nhiêu? Em cao 1m53, tuy nhiên thì cái dáng của em thì em mỏng, cho nên là nhìn em không có thấp. Dạ đúng rồi. Là bạn trai phải đạt chuẩn 1m7 mới được hả? Hay là xem 1m7 cũng được rồi? Là xem mà cũng được rồi chị, tầm khoảng 1m6 mấy cũng được vậy. Rồi, ok. Còn quê quán vùng miền của bạn trai, công việc bạn trai có yêu cầu gì không? Không chị, chỉ có là công việc ổn định là được rồi. Quê quán vùng miền cho em có quan trọng lắm cái đó.
Mà bạn trai bây giờ đang ở Sài Gòn luôn hay đang làm công việc ở đâu? Nên tốt nhất là nên ở Sài Gòn chị ạ. Sài Gòn thì nó, tình cảm thì nó phải gần đấy chị, chứ ở xa quá nó cũng khó dạ. Quan trọng đang làm Sài Gòn. Ok. Rồi có điểm gì mà không thích ở cái bạn trai không? Em thì tại em vẫn còn độc thân đó chị, cho nên em cũng không muốn cái người đó là đã có gia đình hoặc là có con riêng, là em cái đó em không có thích dạ. Cái thứ hai nữa là cái người đó không có được sự ngủ hôn và phải trung thủy không thôi. Rồi ok, các chị thấy là những chị Trâm cũng khá là chủ động để chia sẻ về bản thân rồi. Thì sau cái buổi này nếu mà có người phù hợp á thì chương trình sẽ thông báo liên hệ để mình biết, là mình cố gắng sắp xếp tham gia một chương trình ha. Dạ dạ, cảm ơn chị. Rồi ok, chào chị Trâm ạ. Chị Tóc Lâm quê ở Nghệ An, đang là công nhân may. Mình làm công nhân may ở đâu? Ừ, Quận Hàm, phường Nam Gò Vấp. Mai thì ở Gò Vấp. Rồi chị nói về bản thân mình một xíu giùm em luôn đi, những cái điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào? Tính em thì hay nói hay làm. Rồi gì nữa chị cứ chủ động giùm em cho nó nhanh nha, chứ đừng có đợi hỏi rồi mới nói, nó mất thời gian lắm. Tính em thì hay nói hay làm, tính mặt tính lắm. Rồi còn gì nữa chị? Rồi, hết rồi, không còn gì. Đặt chờ là chị đã lập gia đình chưa? Chỉ là chị lập gia đình nhưng mà ly hôn 5 năm rồi. Ly hôn 5 năm rồi, là hồi đó về ở với nhau, chị chia sẻ về cái cuộc hôn nhân này giúp em đi. Nói chung là chị về lấy chồng từ năm nữa có bầu mà tương lai thì gia đình chồng chỗ khách xe chưa có ở, xong rồi là rồi tụi con xong rồi ly hôn. À, hiện tại là chị có con chưa? Chưa. Vẫn chưa có con luôn. Là lâu bao nhiêu lâu mà chị có con vậy? Cũng 2 năm. 2 năm nếu mà cưới xong rồi là có bầu là chồng đi bên Lào. Chứ sau này về nhà có ở quá đây là thôi kêu chồng đi luôn là cứ về. Ủa, cưới xong có bầu là không giữ được cái bầu đó hay sao? Nó không có tim thai. À, không có tim thai. Rồi là chị ở Nghệ An, chị đã vào đây làm được bao lâu rồi? Ngày xưa thì chị làm đây, xong rồi là chị về quê lấy chồng, xong rồi ly hôn, xong rồi chị vào đây 5 năm, rồi vào lại 5 năm nữa. Bao nhiêu ly hôn 5 năm thì sau đó chị có tìm hiểu ai khác không? Chưa. Vẫn chưa tìm hiểu ai luôn. Rồi ở trong công ty chỗ mình làm nè, không có anh nào hợp hay sao? Trong này thì phần đa là công nhân may, thì con gái nhiều, con trai thì chẳng không có con trai. À, là toàn gái thôi. Chị may như vậy chị có tăng ca không? Không, chỉ là lâu lâu thôi, một mặt tăng ca chừng 2-3 ngày thôi ạ. Tăng ca thứ 7 thì trẻ tối, thì còn có về là 5 giờ hoặc 1 giờ. Ủa là chị đang may cái gì vậy? May áo. Áo sơ mi hả? Áo là giống như kiểu mà áo là cổ có thấu. À, cái này may xong rồi đi xuất khẩu hay làm sao vậy? May xuất khẩu. Chắc là nếu mà gặp bạn trai chắc cũng chuẩn bị cái áo mình tự may để tặng cho bạn trai. Nói chung là ở trong này áo người ta may xuất khẩu nên mình đâu có về người ta đâu có đi ra ngoài được. Thì cái nào mà mình tuồn ra được á thì mình xin. Rồi ok, nhưng mà là rồi bây giờ chị mong muốn tìm kiếm một người như thế nào? Nói chung là thật tha dù có. Nói chung là con người mình là cũng không có ông bà nội ai về thì là cái này thì cái kia, cho mẹ con cũng thì cái người ta dù có làm ăn tài được. Tuổi tác vùng miền sao vậy? Nói chung là tuổi tác thì cũng bằng tuổi ạ, khoảng hơn tuổi, vùng miền thì cũng không quan trọng vì là nói chung là vùng miền thì còn người có người nào cũng có người này người kia cả. Cùng hoàn cảnh với mình là cũng được ha. Đúng rồi. Rồi có điểm gì chị không thích ở người đàn ông không? Nói chung là
đừng có lái vú được chè nhiều quá. Nói chung đàn ông thì không phải có cũng có uống rượu nhưng mà cũng vừa phải thôi, đừng có nói chung là đừng có bé bét này kia quá, mà tuyệt đối là không có lặng nhặt, ghét lặng nhặt lắm. Rồi, ủa là chị là đang ở Sài Gòn luôn thì bạn trai cũng đang làm việc ở Sài Gòn hay là làm việc lân cận khu Sài Gòn vẫn được đúng không? Nói chung là cũng cần gặp đâu thôi, đừng có xa quá. Rồi, ok, nói chung là trong giờ làm cho nên là mình cũng tranh thủ cá thôi. Nhưng mà sau đây nếu mà mình được chọn á thì chị sẽ sắp xếp để dành thời gian trao đổi kỹ nội dung với biên tập ha. Và phải chia sẻ nhiều về bản thân mình hơn một xíu nữa nha. Còn đây chỉ là những cái thông tin ban đầu nó chung chung thôi. Mình còn phải những thông tin chi tiết nữa để lên sân khấu mình chia sẻ cho nó tốt. Nếu mà có cái chàng trai phù hợp thì chương trình sẽ thông báo cho chị biết nha. Dạ rồi, em chào chị. Mình xong rồi đó, chị phát ra cuộc gọi luôn đi chị. Nha. À dạ. À hiện tại thì mình Quang chị ơi, từ mình ngồi ổn định đi rồi mình nói nha. Chị dạ. Ổn định đi nè. Hay chị đợi em một giây thôi. Rồi, đây ổn định rồi thì mình bắt đầu mình giới thiệu về bản thân mình trước ha, những cái thông tin cơ bản trước giùm em nè. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì? Dạ, em tên là Lê Thị Thị Hương. Sinh năm 1992. Hiện tại thì em đang ở Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An. Hiện tại công việc của em là đang làm kinh doanh tự do. Kinh doanh về cái gì em? Dạ là về bất động sản chị, và hoa. À, hoa là hoa tươi á hả? Dạ, hoa tươi, hoa lan, hồ điệp á chị. Là công việc này mình làm lâu chưa hay trước đó mình có làm công việc gì khác không? Em chỉ mới làm công việc này là khoảng 3 năm. Còn trước đó thì em làm, hồi trước giờ thì làm y sĩ á chị. Khi học qua y tá ra thì em có đi làm y tế cho phòng khám và khu công nghiệp. Rồi sau đó em nghỉ rồi em đi học làm quản lý nhân sự cũng được 4 năm. Rồi là khi mà chuyển qua cái làm kinh doanh này thì cảm thấy mình phù hợp với cái công việc này không? Dạ em cảm thấy là phù hợp bởi vì em thích được có một cái gì đó nó riêng mình hơn á. Rồi ok, Hương nói về bản thân em đi Hương, những cái tính cách nổi bật của em, những cái điểm mạnh điểm yếu của em như thế nào ha? Dạ thì đối với em á là sẽ có tính cách của em á có ưu điểm á là vui vẻ, hòa đồng và năng động trong mọi việc. Còn nhược điểm của em á là hay quên. Dạ đúng rồi, nhược điểm của em là hay quên. Với lại có thể là gọi là chưa có thể tự tin lắm trước đám đông. Chị thấy em cũng mạnh dạn dạn dĩ chia sẻ mà. Rồi chứ mà nấu nướng bếp núc này kia có làm không, nữ công gia nhập thì có được không? Dạ được. Đúng rồi, còn cái ưu điểm nữa là về nấu ăn á chị. Không, mình nghe gà gáy đã quá ta. Do em đang ở nhà. Ok rồi. Còn có tài lẻ hay năng khiếu gì không em? Dạ không, mấy cái đó thì chắc là không. Không có tài lẻ năng khiếu gì hết. Dạ. Trước giờ là em đã yêu mấy người rồi? Trước giờ là em có quen hai bạn. Rồi sao mà chia tay, em chủ động chia sẻ cái này cho chị ha. Dạ. Bạn thứ nhất thì do cái tình cảm thời lúc mà mới đi học xong á, thời sinh viên á, thì nó chỉ là một mối tình giống như nó chưa có gọi là chín chắn, thì đến khi chuẩn bị ra trường thì cảm thấy không phù hợp nhau nên là hai đứa em chủ động chia tay. Và mối tình thứ hai á, thì cũng vậy, hai đứa em quen thì tình cảm cũng tốt, tiến triển tốt, nhưng mà do lúc đó em cảm thấy em chưa có là thể lập gia đình trong thời gian đó được, vì bạn đó còn phải có công việc riêng và đi làm xa nữa nên là hai đứa em cũng quyết định chia tay đúng bây giờ. Là bao lâu rồi em? Bao lâu rồi không quen ai? Dạ cũng khoảng 5 năm rồi chị. À 5 năm luôn. Rồi dạ. Chị có kinh doanh với nhiều người nè, là cũng không ai phù hợp với em hay sao? Tại vì trong thời gian mà 5 năm em không quen á là chủ yếu em vẫn muốn kiếm tiền nhiều hơn. Và em cũng có người ngỏ lời nhưng mà em từ chối để em tập trung kiếm tiền.
mà vì em muốn có cho mình một cái gì đó riêng mình trước cái nào. Rồi giờ 5 năm rồi kiếm đủ tiền chưa? Làm kiếm người yêu hay sao? À, đến cái thời điểm hiện tại thì em cảm thấy là phù hợp để tìm một cái người để đồng hành với mình trong cuộc sống và trong công việc. Ừ, rồi em miêu tả về cái người đó đi. Về ngoại hình, về tính cách, tuổi tác, em mong muốn như thế nào? À, về ngoại hình thì không cần phải cao lắm, từ 1m60 65 trở lên là được rồi chị. Ừ. Không lục là được, hoặc là có thể 63, 64 cũng được. Về ngoại hình có thể là chị ưa nhìn, không cần phải đẹp trai hay da trắng lắm. Ưa nhìn là được. Có một công việc ổn định càng tốt, và đặc biệt là phải có một cái gọi là một công việc, hoặc là một về học vấn thì có thể là trên 12. Quê thì ở trong từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Có điểm gì em không thích ở bạn trai không? Bạn trai là điểm không thích là em không thích bạn trai là không có hiếu thảo với ba mẹ, và không có, đặc biệt là hút thuốc với lại là nhậu nhiều. Em thì vẫn có thể làm dâu được đúng không? Dạ. Rồi ok. Thì đây chỉ là cái buổi chat đầu tiên thôi. Nếu mà có người phù hợp thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ, dặn dò thêm nội dung để mình chuẩn bị thêm những cái nội dung đó hay, nó thú vị để mình lên sân khấu mình thể hiện nữa ha. Dạ. Thì có gì em đợi thông tin về chương trình nha, và cố gắng sắp xếp tham gia với chương trình ha. Được nhé, mình rồi ok, cảm ơn em xong rồi đó. Dạ. Em cảm ơn.